Xin kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện có tựa đề là Ác Nghiệp Người Cha. Và ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, phá tan không gian yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Tú. Hàng xóm xung quanh cũng vì tiếng đập cửa đó mà tỉnh giấc. Họ kéo nhau ra ngoài rồi mang theo sự tò mò tập trung về trước cửa nhà của Tú mỗi lúc một đông. Và rồi khi họ phát giác ra có chuyện bất ổn, một người liền lên tiếng. Không biết có cái chuyện gì mà cái thằng Tú nó đập cửa phòng dữ vậy, hay là vợ chồng nó lại cãi nhau? Một người khác lại nói chen. Biết làm sao được chuyện vợ chồng chúng nó, nhưng mà nếu là vợ chồng nó cãi nhau thật thì chắc nó giết con bé Kiều quá. Kiều là tên vợ của Tú. Sở dĩ hàng xóm nói như vậy là vì không ít lần họ chứng kiến tận mắt cảnh Tú đánh vợ. Có lần gã còn nhẫn tâm đạp thẳng vào người của Kiều khi cô đang có bầu. Cú đạp đó làm cho cô cùng đứa con trong bụng ngã nhòi ra đất. Cảnh tượng đó diễn ra làm cho những người chứng kiến không khỏi phẫn nộ. Thế nhưng không ai dám tham gia vì sợ cái tướng côn đồ hung hãn của Tú. Nghe hai người hàng xóm nói, trong đám đông có người lấy điện thoại ra miệng nói lớn. Giờ ở ngoài này đoán giả đoán non á, thì có tác dụng gì để tôi gọi công an tới. Bây giờ chỉ có họ giải quyết được cái thằng Tú này thôi. Nói rồi cậu thanh niên cầm điện thoại lục tìm trong danh bạ số của công an phường sở tại. Kết thúc cuộc gọi chưa đầy 5 phút, hai chiến sĩ công an cũng có mặt trước cửa của nhà Tú. Đồn công an phường cách nhà của gã chưa tới 100 mét, cho nên nhận được điện thoại với Tú đánh vợ, là hai anh lập tức lên xe tới thẳng đây. Mọi người đừng có tập trung đông như vậy, mau giải tán đi, ai về nhà nấy dùm cho. Hai người công an có mặt, một người nói hàng xóm ra về, người còn lại không ngừng bấm chuông gọi cửa. Thậm chí còn dùng cả miệng để gọi tên của Tú. Thế nhưng tiếng chuông cửa kèm với đó là tiếng gọi của người công an trẻ, không đủ để át đi tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn, một dồn dập hơn trước cửa phòng ngủ. Bên trong Kiều đang ngồi co ro run rẩy, nơi góc tối tăm nhất của căn phòng. Toàn thân của cô đẫm máu, đôi tay đặt lên bụng bầu máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương nơi vừa bị Tú hành hung. Cái con khốn kia, mày định chết trong đó để hại chết tao có phải không? Mày không chết dễ dàng vậy được đâu, mở cửa ra cho tao. Tú như một con quỷ, gã hết gào thét dùng tay đập cửa, còn dùng cả chân Tú không ngừng đá vào cánh cửa đang được khóa trái bên trong. Như thể là muốn phá hỏng cánh cửa đáng ghét này đi vậy. Kiều cầm chắc cái kéo trong tay, cô run rẩy nói với đứa con mới vừa được hình thành trong bụng. Con ơi! Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi vì con. Bàn tay đẫm máu của Kiều giơ lên cao, cây kéo trong tay như đang nằm im chờ đợi cô gái đáng thương này đưa ra quyết định cuối cùng cuộc đời của mình. Nhưng chợt có một giọng nói trẻ con vang lên từ bốn phía truyền tới. Mẹ, con xin mẹ, đừng bỏ con. Hơn 3 tháng trước, Kiều dắt chiếc xe máy mới mua ra ngoài, trời đang đổ cơn mưa lớn. Xem ra cơn mưa này kéo dài hết cả đêm nay. Hơn 12 giờ đêm, cô nhận được một cuộc gọi từ chủ quán karaoke gọi tới báo chồng của cô. Tú đang say không thể về nhà. Cô nói với chủ quán. Anh gọi xe đưa anh ta về nhà giúp tôi. Chứ tôi làm sao đưa anh ta về nhà bằng xe máy được chứ? Chủ quán lúc này khổ sở đáp. Cô thông cảm cho. Chồng cô là người thế nào cũng hiểu rõ. Có ai dám nhận đưa chồng cô về đâu. Hết không trả tiền thì lấy cớ đánh người ta. Ngay cả tôi đây, tôi là bản thân của anh chồng cô mà còn không dám nhận căn này. Thôi cô mau đến thanh toán tiền hát rồi đưa ông chồng cô về đi. Cô đưa về bằng cách nào đó là việc của cô. Tôi bất lực rồi, tôi không giúp được đâu. Kiều chưa kịp nói thêm gì, chủ quán karaoke đã tắt máy. Cô chán nản nhìn trời mưa lớn mà lòng quặn đau. Cô đã quá chán cuộc sống này. Không biết ông trời còn muốn hành cô, muốn cô phải chịu thêm bao nhiêu khổ cực nữa mới chịu buông tha,
mới cho cô có một cuộc sống bình thường. Không còn cách nào khác, Kiều quyết định mặc chiếc áo mưa lên xe máy để đến chỗ của Tú. Cả quãng đường từ nhà cho đến quán karaoke không xa. Thế nhưng đêm nay cô lại thấy con đường này sao lại xa quá như vậy. Mưa lớn, cô khóc còn lớn hơn. Cô khóc hết nước mắt, chỉ ước gì cô có thể bỏ Tú cho xong. Nhưng nhiều lần hạ quyết tâm, rồi nhìn gương mặt khẩn khoản của Tú, cô lại mềm lòng mà tha cho gã. Hứ bỏ bia rượu không biết bao lần, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Kiều đến quán karaoke khi mà nhân viên đã dọn quán. Khách của quán đều đã ra về hết. Nhân viên làm tại đây không có ai lạ gì cô, bởi nhiều lần họ chứng kiến cảnh cô tìm đến đây, khổ sở kéo, rồi tha lôi gã chồng say xỉn kia về nhà. Kiều nước mắt hòa cùng với nước mưa, cơ mặc áo mưa mà như không mặc cả. Cả người của cô từ đầu đến chân không chỗ nào không ướt. Áo mưa cô mặc bên ngoài chỉ để cho người ta thấy rằng cô có mặc để không nghĩ cô bị tâm thần khi không mặc áo mưa đi ngoài trời trong đêm giông bão này mà thôi. Anh ta đâu rồi? Cô đi tới hỏi một nam nhân viên đang xếp ghế. Anh thấy Kiều hỏi thì đáp. Anh Tú chồng cô hả? Anh ta đang ở trong, say tới bến rồi. Trời mưa gió thế này cô đưa anh ta về nhà làm sao được chứ? Kiều lúc này cười khổ. Không phải chủ của anh rõ ràng nói với tôi như vậy sao? Đưa về bằng cách nào là việc của tôi cơ mà. Kiều đi thẳng về hướng căn phòng nơi nam nhân viên vừa chỉ tay. Cửa đường mở ra, cô bước vào trong phòng. Một bầu không khí ngột ngạt bởi mùi khói thuốc và người chồng quá nổi tiếng của cô đang nằm ngất trên một bãi nôn mà anh ta vừa thải ra sàn nhà. Dưới đất vỏ chai bia mỗi nơi một chai, trên mặt bàn cũng không khác gì. Cô chán nản nói bằng giọng đầy phẫn uất. Đúng là đồ khốn nạn mà. Anh còn muốn làm khổ tôi đến bao giờ? Anh muốn tôi chết anh mới chịu để tôi được sống yên ổn có phải không? Kiều tự hỏi vì cô tức quá không chịu được nữa. Con gái chồng kia làm gì còn tỉnh táo để nghe và trả lời câu hỏi của cô được đâu. Có tiếng chân người ở đằng sau tiến về chỗ Kiều đứng mỗi lúc một gần. Đó là tay chủ quán karaoke. Ông ta đứng bên cạnh Kiều nói bằng một giọng đầy lạnh lùng. Đó, cô xem anh ta thế kia. Bố ai mà dám đưa anh ta về, hóa đơn của tôi đây. Hết hơn 4 triệu, cô thanh toán rồi đi chồng về đi. Kiều mở to cả hai mắt, cô há miệng run rẩy nhìn vào tờ hóa đơn trong tay chủ quán vừa đưa tới trước mặt. Và rồi cô bật khóc nức nở. Cái gì? Hết những 4 triệu, anh giết tôi đi. Anh giết tôi chết đi cho vừa lòng hả anh Tú? Nhìn Kiều khóc mà gương mặt lạnh lùng của gã chủ quán kia vẫn không một chút động lòng thương hại. Gã nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng hơn. Còn đứng đây khóc lóc gì nữa? Mau thanh toán tiền rồi đưa chồng về đi. Chúng tôi còn phải đóng cửa. Kiều gạt nước mắt, cô ngậm ngùi lấy tiền ra thanh toán. Số tiền đối với người khác là nhỏ, nhưng với cô lại là một khoản tiền lớn. Trả tiền xong, cô cất ví rồi đi tới chỗ gã chồng đang say xỉn nằm bất tỉnh nhân sự kia. Lần này quả thật là quá khó khăn với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô. Khác với những lần trước đây, cô còn đỡ được gã ra ngoài. Hôm nay thì Tú nằm bất động một chỗ thì cô làm sao có sức để đưa được gã ra khỏi quán karaoke này cho được. Để tôi giúp chị một tay. Nam nhân viên kia nói rồi đi nhanh vào chỗ của Kiều, rồi cùng đưa Tú ra bên ngoài. Trước cửa quán karaoke, có một chiếc taxi đã trực chờ sẵn, đang mở cửa đợi hai người. Thế nam nhân viên và Kiều đỡ Tú đi đến nơi. Nữ tài xế chỉ vào chỗ ngồi sau xe, nói với nam nhân viên của quán. Trời đất ơi, cái thằng cha này đã uống say tới mức này hả? Nếu là người ngoài thì em không có chở đâu. Lát thế nào rồi cũng nôn ra xe của em cho mà xem. Nam nhân viên quán karaoke tên Việt, anh làm tại quán karaoke nhiều năm. Sở dĩ anh giúp Kiều đưa chồng về là vì anh thương cô gái này. Không biết bao nhiêu lần anh phải chứng kiến cảnh Kiều ngậm ngùi đưa chồng về trong nước mắt. Và những lần đó Việt luôn trách Tú là một thằng đàn ông tồi vì không lo được cho vợ con lại còn làm khổ họ nữa. Thôi mà Lan, em giúp anh trai thì phải giúp cho chót chứ đúng không?
Mà giúp rồi thì phải vui vẻ lên, ai lại lào bào như thế. Lan lúc này liền phẩy tay. Thôi mau cho ông ấy nằm ở ghế sau đi. Thế anh phải đi cùng em chứ. Không ạ, chứ không có anh á, lát em với chị đây làm sao có thể đưa ông ấy được vào nhà. Nặng bỏ sự ra đó. Nhìn cái tướng to con thế này không có nhẹ đâu. Việt gật đầu rồi quay sang nói với Kiều. Chị cứ về trước đi, tôi và em gái tôi sẽ đưa chồng chị về tận cửa. Chị nói địa chỉ cho nhà em gái tôi là được rồi. Kiều im lặng lắng nghe hai người nói chuyện với nhau nãy giờ. Cô đoán chắc hai người là anh em vì cách xưng hô, cũng như là cách hai người nói chuyện với nhau. Chưa có lái xe taxi nào mà chịu đưa Tú về. Cô lấy ví ra định lấy tiền trả thì Lan đưa tay rồi ngăn lại. Chị làm gì vậy chứ, cất tiền đi. Anh em nói nãy chị phải trả hơn 4 triệu tiền hát cho thằng cha say xỉn này rồi. Đúng là phụ nữ khổ thật đấy. Lấy người tốt thì sướng, mà lấy về cái thằng cha này thì khổ, khổ còn dài đó. Thôi chị cho em biết địa chỉ nhà rồi về trước đi. Kiều đọc địa chỉ cho Lan rồi cảm ơn rối rít. Cô về nhà trước mở cửa đợi sẵn. Trong lúc chờ Lan vào việc lái xe đưa Tú về nhà, cô chuẩn bị nước uống rồi kinh như vậy, đứng lại rồi nhìn ra ngoài cửa. Đợi hơn 10 phút thì thấy chiếc taxi đỗ trước cửa. Trời lúc này vẫn còn mưa, thế nhưng không còn lớn như vừa nãy nữa. Cô nhanh chạy ra mở cửa xe của Việt rồi đỡ Tú vào trong nhà. Đàn gái chồng say xỉn nằm trên ghế sofa. Kiều tiếp hai người với nước uống cô mới chuẩn bị đặt trên bàn. Việt nói nhỏ với Kiều. Mà anh ta tỉnh lại, chỉ cần phải dùng biện pháp mạnh, dứt khoát vào, cho anh ta chữa cái thói đó đi. Kiều lúc này cười khổ rồi đáp. Nào có dễ như anh nói đâu, anh ta chứng nào tật đấy thôi không bao giờ sửa được cả. Lan uống một ngụm nước nhỏ rồi nói thẳng. Nếu mà không sửa được chị cứ bỏ cái thằng cha này đi, việc gì phải khổ mãi như vậy. Lúc em đến quán karaoke, anh trai em nói cho em qua điện thoại. Nó là cái thằng cha này nhiều lần làm khổ chị lắm rồi đúng không? Kiều lúc này gật đầu rồi ánh mắt u buồn nhìn xuống hai bàn tay đang vò vào nhau. Đúng vậy, cũng nhiều lần tôi nghĩ sẽ bỏ anh ta rồi. Thế nhưng mà... Lan lúc này liền nói thêm. Nhưng mà thế anh ta ăn năn xin xỏ này kia cho nên mềm lòng, chỉ lại tha thứ cho thằng cha đó chứ gì. Những cái trường hợp như chị em thì nhiều rồi. Em từ Nam ra Bắc, em gặp rất nhiều người như cái thằng cha này lắm rồi. Tỉnh táo thì nào là yêu vợ, nào là hứa sửa rồi thay đổi này kia. Nhưng mà chị thấy đã có cái thằng cha nào làm được cái điều đó không? Chị nói phét thôi. Việt lúc này kéo tay của em rồi gắt nhẹ. Ở cái con này sao mà anh nói như vậy, cô im ngay đi không? Lan lúc này liền bĩu môi. Việt bực mình tính mắng cho em gái bướng bỉnh không nghe lời một trận. Thế nhưng chưa kịp mắng thì Kiều đã cản anh lại. Em gái anh nói đúng đó, anh đừng có mắng cô ấy. Việt biết là em gái của anh nói đúng, thế nhưng mà sợ những lời nói thẳng đó của Lan sẽ làm tổn thương Kiều, cho nên mới mắng cô em gái. Anh muốn nói chuyện với Kiều nhiều hơn, nhưng mà nhìn đồng hồ treo tường thấy muộn, cho nên anh đứng dậy nói. Thôi muộn rồi, chị nghỉ ngơi đi, hai đứa bọn em về đây. Kiều tiến hai anh em của Việt ra tận ngoài xe. Cô cảm ơn một lần nữa và nhất quyết đưa tiền xe cho Lan. Lan từ chối nhận, thế nhưng mà Kiều một mực đưa, cho nên cô nhận lời rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Trước khi xe lăn bánh, Việt ngồi ở ghế sau nói một câu. Nếu như lần sau chồng chị còn tìm đến quán, nhất định tôi sẽ đuổi anh ta về. Kiều mỉm cười nhưng không nói. Cô thật rất cảm kích lòng tốt của hai anh em Việt. Đứng nhìn theo cho đến khi chiếc taxi đi khỏi, Kiều mới đóng cửa rồi quay trở vào trong nhà. Cô không thèm nhìn Tú lấy một cái liếc mắt mà đi thẳng lên trên phòng ngủ. Vừa mở cửa trong phòng thì việc Kiều làm đầu tiên là mở tủ áo rồi lấy ra ngoài một chiếc túi du lịch. Sau đó là quần áo được gấp gọn lại, xếp gọn vào bên trong túi. Qua đêm nay ngay sáng ngày mai, cô sẽ rời khỏi Tú, cô sẽ về nhà mẹ. Lúc đó gã có tìm đến để xin cô tha thứ thì cũng không còn cơ hội nữa. Cô sẽ dứt khoát một lần để mà tìm kiếm lại cuộc sống bình an mà cô luôn mong muốn. Sáng sớm mở mắt ra thức dậy đã là hơn 7 giờ. Hai mắt của Kiều đỏ hoe cay xè vì ngủ không đủ giấc.
Đêm qua cô nằm trên giường mãi đến gần sáng mới ngủ được. Thế nhưng giấc ngủ kéo dài chưa bao lâu thì đã bị đánh thức bởi tiếng quát lớn của Tú dưới nhà và tiếng chân của gã bước nhanh lên tầng bậc cầu thang. Con khốn kia mày đâu rồi? Mày xuống đi tao bảo cái này coi. Kiều mở cửa phòng nhưng chỉ vừa đặt chân ra ngoài thì mặt đã thấy đầu rát và bản thân ngã xuống sàn sau cái tát quá mạnh của Tú. Cái chỉ thẳng mặt cô rồi quát. Mẹ mày chứ, tao hỏi tiền mày mà mày kêu không có. Không có mà mày mua xe mới hả? Mày đúng là cái con khốn, hôm nay tao phải dạy dỗ mày mới được. Kiều chỉ kịp hét lên một tiếng thì Tú như là một con thú nhảy bổ vào cô, cả đánh cô hết sức thô bạo. Những lúc như vậy Kiều mới nhận rõ được con người của Tú. Cả đang hít thuốc chữa, nào có phải là người nữa đâu. Sợ kẻ đang đánh cô hành hạ thể xác của cô chính là một con quỷ. Anh đánh tôi, anh đánh tôi chết đi, rồi đứa con trong bụng tôi cũng sẽ chết theo tôi. Tú khựng lại, gã không tiếp tục đánh Kiều nữa nhưng quá muộn. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên người của Kiều xuống sàn nhà. Quá kinh hãi khi thấy Kiều lúc này đã ngất liệm đi, Tú như bừng tỉnh, gã bế Kiều lên tay rồi lao người chạy thẳng ra ngoài cửa. Vừa chạy gã vừa hô lớn xin mọi người giúp đỡ. Hàng xóm nghe tiếng hét của Tú thì chạy ra. Họ thấy toàn thân của Kiều toàn máu, lo cho cô gái trẻ sẽ bỏ mạng. Hàng xóm xung quanh súng vào mỗi người một tay một chân, đưa Kiều đến bệnh viện cấp cứu. Kiều không chết nhưng mà đứa nhỏ trong bụng không thể giữ lại được. Từ ngày ra viện trở về, Kiều như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cũng từ đây cuộc sống của cô không còn như trước mà bước hẳn sang một lối rẽ mới. Trong suy nghĩ của Kiều, đứa bé vẫn còn sống. Hàng đêm cô vẫn cảm nhận được bàn chân bé nhỏ kia đạp vào bụng của mình từng nhịp. Đôi lúc nó đạp mạnh quá làm cho cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tôi không nhận ra được những thay đổi của vợ. Cả vẫn ngựa quen đường cũ, lao vào các cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Một đêm trở về nhà trong tình trạng quá say, tôi loạng choạng bước lên tầng bậc cầu thang. Nhưng chợt gã đứng lại, chân không bước tiếp, bởi gã vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong chính ngôi nhà của mình. Tôi lúc này tự hỏi, gì vậy? Tại sao trong nhà của mình lại có tiếng khóc của trẻ con? Tiếng trẻ con vẫn chưa dừng lại, vang vọng một lúc một lớn. Tôi say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hướng phát ra tiếng khóc của trẻ con. Cả đưa tay bám chắc vào tường, chân tiếp tục bước lên tầng 2. Đến phòng ngủ đứng ngoài phòng, tôi nghe thấy giọng hát ru của Kiều. Nhớ ai em những khóc thầm, hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai. Cứ như vậy bài hát ru quỷ quái đó của Kiều làm cho Tú mở to mắt. Cá bừng tỉnh khỏi men say, đưa tay để kính cửa phòng đang đóng. Nhưng hình ảnh bên trong kia làm cho gã phát điên. Khi thấy Kiều đang ôm một đứa nhỏ không khí, bởi gã đâu có nhìn thấy được bé gái mà Kiều đang bế trên tay. Đứa nhỏ là ma, nó đang tròn xoe mắt nhìn Tú, và lúc này nó đang ngừng khóc. Gương mặt của nó vừa hiện lên một nụ cười đầy ma quái. Tú đi nhanh tới vùng tay tát thật mạnh vào mặt của Kiều, làm cho cô ngã xuống. Gã chỉ tay vào mặt của cô. Cái con khốn này, mày không chết bây giờ thành ra mày đi luôn rồi phải không? Mày hát ru cái gì ở đây? Tao đánh cho mày tỉnh ra này. Cái con khốn này nữa, tao đánh cho mày tỉnh ra. Cứ như vậy tôi đánh Kiều chẳng thương tiếc. Nhưng gã đâu có nhận ra được sự thay đổi rõ rệt của Kiều. Cô gái ấy không kêu đau như những lần bị gã đánh. Lần này cô cam chịu để im cho Tú đánh. Máu miệng chảy ra cô cũng không buồn bận tâm. Miệng nở một nụ cười khi trong mắt cô là bé gái đang đứng trước cửa. Phía sau lưng của Tú, đứa nhỏ đang nhìn gã chồng vũ phu của cô bằng một ánh mắt căm thù giận dữ. Con gái của mẹ con thấy không? Bố con đang đánh mẹ đó, đang đánh mẹ của con đó. Con thấy chưa con gái của mẹ? Sau câu nói của Kiều, Tú dừng tay. Cả đứng thẳng người lên quay mặt nhìn sang hướng về cánh cửa chính. Dường như Tú cảm nhận được có một sức mạnh vô hình nào đó đang quan sát hành động của gã. Mày đang nói chuyện với ai vậy con điên này? Con nói chuyện với ai? Con gái anh, tôi đang nói chuyện với con gái anh đó. Nó đang nhìn anh đánh mẹ của nó. Anh đánh tiếp đi, sao lại dừng tay?
Tôi hét lên rồi quay người bỏ ra khỏi phòng ngủ. Cái con điên này mày cứ liệu hồn đấy. Có ngày tao đánh cho mày chết, cho mày đi theo cái đứa con gái tưởng tượng của mày. Kiều nằm im trên sàn nhà, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi bé gái đang dừng trước cửa kia. Con bé vẫn đứng im đó nhìn Kiều, chợt nó nhoèn miệng cười với cô. Sau nói của nó truyền thẳng đến tai cô từ một khoảng cách không gần mà cũng không xa. Mẹ đừng sợ, mẹ không bỏ con sẽ không bỏ mẹ, không để ông ta đánh mẹ nữa đâu. Sợ câu nói đó của đứa nhỏ, đèn điện trong phòng bất ngờ vụt tắt. Không chỉ có những bóng đèn trong phòng ngủ, toàn bộ đèn điện trong nhà đều vụt tắt. Không gian tối tăm bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Cánh cửa phòng ngủ đang từ từ được đóng lại, chuyển đến tai của Kiều với một tiếng cười của đứa bé mỗi lúc một xa hơn. Tôi buồn ngủ cắt nằm úp mặt trên ghế, chân có một vật nặng gì đó vừa mới đáp xuống lưng của gã. Tôi vẫn mắt nhắm mắt mở gã lầu bầu. Để im cho tao ngủ, mày là cái thứ chết tiệt gì vậy hả? Đáp lại câu hỏi của Tú là tiếng cười của trẻ con. Tiếng cười trong đêm yên tĩnh truyền đến tai của Tú làm cho gã kinh hãi mở mắt ngồi dậy. Không gian trong nhà lúc này tối quá, gã không thể nhìn rõ được đường, vấp ngã tới mấy lần mới mò tìm được đến chỗ cầu giao điện. Gã bật điện, đèn điện trong nhà được bật sáng trở lại. Tôi đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm khi không tìm thấy một đứa bé nào cả. Tôi trở lại ghế nằm, gã đã quá mệt mỏi, vừa nằm xuống là ngủ thiếp đi trong men rượu nồng. Cánh cửa phòng ngủ vừa được mở ra rồi lại từ từ đóng lại, tiếng hát ru của Kiều trong phòng lại khẽ vang lên. Nhớ ai em nhớ khóc thầm, hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai. Tiếng hát ru của Kiều cứ như thế chuyển sang mấy hộ bên cạnh. Từ đêm hôm đó, lời đồn Kiều bị điên từ miệng của những người hàng xóm nhiều chuyện lan ra mỗi lúc một xa. Đến tại bố mẹ Tú, nghe lời đồn nửa tin nửa ngờ, để kiểm chứng ông bà Thành Khiết lập tức lên xe đi thẳng tới nhà con trai. Ông Thành không chịu được Tú cho nên từ mặt rồi đuổi gã khỏi nhà. Nay vì nghe tin con dâu ông bị điên, ông dù muốn dù không cũng phải đích thân tìm tới xem thực hư. Đến cửa nhà Tú, ông Thành đập cửa lớn. Tú nghe tiếng của bố gọi, gã nhanh ra mở cửa. Ơ kìa bố mẹ, sao bố mẹ sang mà không có gọi điện báo cho con trước? Ông Thành tức giận không nói được một câu, đưa tay tới gạt Tú đứng sang một bên. Ông đi thẳng vào trong nhà. Vừa đến phòng khách, ông nghe tiếng hát ru của Kiều, con dâu của ông đang chuyển đến từ bên trong phòng ngủ. Ông quay mặt lại nhìn bà Khiết và Tú lúc này vừa hay đi vào tới nơi. Ông liền lớn tiếng hỏi Tú. Thằng khốn nạn này, mày làm gì để vợ mày thành ra điên loạn đến mức này? Mày làm xấu mặt tao, xấu mặt mẹ mày chứ đủ sao? Bây giờ lại hại cái Kiều. Rồi ta đối mặt với bố mẹ vợ mày thế nào hả thằng súc sinh? Trước thái độ tức giận của ông Thành, Tú chỉ còn biết cúi đầu im lặng, cứng họng không nói được gì. Không ít lần gã bị công an đưa ra đồn về cái tội đánh vợ. Không những vậy, Tú còn phải ngồi tù 8 tháng vì cố tình gây thương tích. Thế nhưng chứng nào tật nấy, thấy côn đồ hành hung người khác, thậm chí là chính người vợ đầu ấp tay gối của mình, Tú cũng chẳng tha. Công chính Tú làm xấu mặt của ông Thành, cho nên ông đã tự mặt và cấm tiền gã đặt chân vào nhà. Ông Thành mắng thằng con trai trời đánh xong thì quay người đi nhanh về căn phòng nơi tiếng hát của con dâu ông vẫn còn vang lên không ngừng. Ông bà đứng ở bên ngoài mở cánh cửa nhìn vào. Bên trong Kiều đang đong đưa giúp một đứa bé vô hình trên tay. Tất nhiên đứa bé mà cô gái đáng thương ấy đang hát ru kia chính là vô hình với ông Thành và bà vợ. Vì mắt của người thường đâu có thể nhìn được đứa nhỏ trên tay của Kiều. Ông Thành thở dài quay mặt lại nói với bà vợ. Bà gọi điện ngay cho ông bà thông gia đi. Biết là ông bà ấy bên ấy còn đang chưa hết đau lòng. Thế nhưng mà tôi không muốn để cái Kiều ở lại đây thêm một giây phút nào. Nhìn con dâu của mình tôi thương con bé nó quá. Bà Khiết lo lắng hỏi chồng. Ý của ông là nói ông bà thông gia đón con Kiều về bên đó. Ông Thành liền gật đầu. Còn gì nữa, bà cứ nghe lời của tôi. Con bé nó còn sống với cái thằng khốn nạn này thêm ngày nào thì con bé nó sẽ nguy hiểm ngày đó. Nếu bà không muốn một ngày nhìn thấy con dâu của bà chết thì bà cứ để cho con bé nó ở lại đây,
rồi để cho cái thằng con trời đánh của bà nó hành hạ cho đến lúc chết. Ý của tôi là giờ để ông bà thông gia đón con bé về có phải là cách tốt nhất hay không? Ông Thành nghe vậy thì gắt. Thế bà còn ý kiến nào hay hơn không? Bất ngờ sau câu nói của ông Thành, cả hai ông bà đều giật mình khi Kiều mở cửa ra và đứng trước mặt hai người từ lúc nào. Gương mặt của người con dâu mới ít phút trước còn ngây dại với đứa con vô hình trên tay, thì bây giờ đây lại trở nên lạnh lùng đầy đáng sợ. Con không đi đâu cả. Con gái con nó muốn ở đây, ở lại ngôi nhà này. Con cảm ơn bố mẹ quan tâm, con không sao cả. Âu Thành vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước thái độ thay đổi đột ngột của con dâu. Bà Khiết lúc này nhìn Kiều, miệng của bà ấp úng. Kiều à, con thực sự ổn chứ? Trên gương mặt lạnh lùng của Kiều lúc này đang hiện hữu một nụ cười đầy ma quái. Con ổn mà, con gái của con cũng ổn nữa. Nói xong Kiều lại quay trở vào bên trong. Cánh cửa phòng được cô dùng tay đóng lại. Bên ngoài phòng ông Thành và vợ đi ra ngoài. Trước khi lên xe rời đi, ông chỉ tay vào mặt của Tú rồi mắng. Mày muốn con bé chết thì mày cứ hành hạ nó đi. Nhưng mà mày phải nhớ một cái điều. Tất cả những gì mày làm đều có nhân quả báo ứng cả đấy con. Mày liệu mà lo thế cái thân của mày đi. Từ đứng chờ cho tới khi bố mẹ gã đi xa, lúc này cơn giận dữ trong người của gã mới trỗi dậy. Lao vào trong nhà với cái gậy gậy gỗ trong tay, Tú như là một con thú hoang, mất hết kiểm soát. Gã không ngừng dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Nhưng không hiểu một thứ vô hình vừa mới đẩy gã ngã nhào xuống đất. Tú liên tục lùi lại đằng sau, hai mắt của gã không rời khỏi cánh cửa phòng đang đóng kia. Giờ đây Tú cảm nhận rõ ràng trong nhà của mình hiện giờ đang tồn tại một thứ quỷ quái nào đó mà Tú không thể nào nhìn thấy được. Cho dù là bản thân không nhìn thấy, nhưng Tú có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó trong ngôi nhà này. Có ma, nhà này bây giờ có ma rồi. Có hoang mang, Tú bỏ chạy khỏi ngôi nhà đã từng là mái ấm hạnh phúc của gã ngày mới cưới Kiều về làm vợ. Giờ đây trong tâm trí của Tú, nơi này là nơi ma quỷ tồn tại. Gã không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà có ma. Từ ngày Tú bỏ đi, không như hàng xóm xung quanh nghĩ rằng, bệnh tâm thần của Kiều trở nên ngày một nặng hơn. Ngược lại, Kiều lại sinh hoạt rất bình thường. Cô không còn hát ru trong đêm như những lần trước. Nhưng đôi khi hàng xóm nghe tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa từ bên nhà của Kiều chuyển đến tai của họ vào những buổi đêm muộn. Bố mẹ của Kiều đến thăm cô thường xuyên hơn. Cả hai mừng khi thấy con gái đang dần bình phục trở lại, không còn tiều tụy giống như những lần trước ông bà đến thăm nữa. Ông Thành cũng đến kiểm tra tình hình con dâu. Ngồi trước mặt của Kiều, ông Thành liền hỏi nhỏ: Con dâu à, dạo này con thấy thế nào? Kiều ngửa mặt lên nhìn bố chồng rồi đáp: Con ạ, con ổn bố. Ông Thành lúc này lựa lời: Thằng Tú nó có về nhà thường xuyên không con? Ông Thành hỏi câu này xong thì rất ngại. Ông lo ngại là khi ông hỏi tới Tú thì con dâu ông sẽ phát điên. Vì trong thâm tâm ông nghĩ người mà Kiều hận nhất chính là thằng con trai trời đánh của ông. Thế nhưng ngược lại với sự lo sợ của ông Thành, Kiều trả lời câu hỏi của ông bằng một thái độ rất bình tĩnh. Anh ta không còn về đây nữa bố ạ. À, lâu rồi con không thấy mặt anh ta. Ông Thành im lặng quan sát Kiều thêm một lúc rồi đứng dậy ra về. Khi về đến nhà rồi, ông nói chuyện với vợ: Bà nó này, tôi mới vừa nói chuyện với con Kiều. Bà Khiết nghe chồng nhắc tới con dâu thì bà lo lắng hỏi: Ông vừa mới nói chuyện với cái Kiều hả? Con bé nó thế nào? Ông thấy con bé nó có dấu hiệu bình phục không? Thì tôi thấy con bé nó đỡ hơn lần trước. Thế nhưng mà thái độ của nó dạo gần đây có cái gì đó tôi thấy không đúng lắm. Ý ông là sao? Là ở chỗ nào? Thái độ con bé nó làm sao? Ông nói rõ cho tôi nghe xem nào. Ông Thành lúc này thở dài: Tôi thấy con bé nó cứ xa lạ kiểu gì ấy. Cái đợt này bà với tôi cũng nên thường xuyên sang coi con bé nó ra sao. Không coi thường được đâu. Bây giờ thằng Tú nó bỏ đi đâu chưa biết thế nào. Để con bé nó ở nhà một mình như vậy tôi thấy không có yên tâm. Bà Khiết đứng dậy rồi nói: Chắc là con bé nó vẫn còn chưa hết buồn về việc sảy thai. Thôi thì mình cứ theo dõi thêm một thời gian nữa xem thế nào. Tại quán karaoke trưa ngày hôm sau,
Việt đang lau dọn bàn ghế thấy Tú cùng với một ả gái làng chơi đi vào. Nhìn bộ dạng của cả hai người rất là tình cảm, làm cho Việt rất nóng mắt. Nghĩ lại người vợ đáng thương của Tú, anh lại càng thêm căm ghét gã Tú này gấp bội. Việt bước tới túm lấy cổ áo của gã rồi nói: anh sống như vậy mà coi được hả Tú? Anh là người có vợ, sao còn lăng nhăng ở đây? Có tin tôi tranh một trận không à? Tú lúc này nhuền miệng cười, gã nói bằng một giọng chế giễu: sao à? Bộ mày thương hại cái con vợ mắc bệnh thần kinh của tao lắm à? Mày thương thì đến nhà tao thăm nó đi. Đừng có ở đây mà làm tao mất hứng. Bỏ cái tay của mày ra khỏi người của tao. Nếu không đừng trách tao nói với chủ của mày đuổi việc của mày ngày hôm nay. Mà tao khuyên mày đừng có tìm đến đó thì hơn. Trong nhà của tao bây giờ có ma đó. Con điên đó nó đang sống của một con ma. Một con ma trẻ con. Tin tức Kiều mắc bệnh tâm thần từ Tú làm cho Việt sửng sốt. Anh buông tay của mình khỏi cổ áo của Tú. Nhìn gã cười chế giễu rồi cùng ả gái làng chơi kia đi vào bên trong phòng. Lúc này trong quán không có nhiều khách. Việt đi nhanh tới quầy nói với nam nhân viên đồng nghiệp: Hải à, cậu để ý giúp tôi, giờ tôi có việc phải đi gấp. Anh đi đâu thì đi, nhớ về trước giờ xếp đến là được. Bây giờ ở đây khách chưa đông, em để ý cho, yên tâm đi lo việc của anh đi. Ừ, cảm ơn cậu, tôi sẽ về trước giờ xếp đến. Việt chạy khỏi quán ra bãi lấy xe, phóng thẳng đến nhà của Tú. Lần trước cùng em gái đưa Tú về, cho nên anh vẫn còn nhớ tường. Đến nơi Việt bấm chuông, từ bên trong Kiều đi ra. Nhìn thấy Việt, ánh mắt của Kiều trở nên ngờ vực. Kiều bước đến gần rồi tò mò hỏi: anh là người cùng em gái đưa chồng của tôi về lần trước có phải không? Việt thở phào nhẹ nhõm. Anh không thấy Kiều có dấu hiệu gì của người đang mắc chứng bệnh thần kinh như lời của gã Tú kia nói. Trong lòng yên tâm hơn, Việt lúc này liền hỏi: Cô không sao chứ? Ý của anh là sao? Tại sao lại hỏi tôi câu này, tôi không có hiểu. Chồng cô vừa đến quán của tôi cho tôi làm việc đó. Viện còn chưa nói hết câu thì Kiều ngăn lại bằng một giọng nói lạnh lùng: đừng nhắc đến người đó với tôi. Đối với tôi bây giờ anh ta chết rồi. Kiều quay người bỏ vào bên trong. Cô không tiếp chuyện với Việt nữa. Không phải là cô không muốn nói chuyện với Việt, mà bởi đứa bé đang đứng bên trong kia không thích sự hiện diện của người đàn ông lạ này. Việt là người tốt, Kiều biết rõ điều đó, cho nên không muốn kéo anh ta vào chuyện gia đình của cô. Hay nói đúng hơn là không muốn đứa bé mà cô đang gọi là con kia lại hại anh ta. Viện đang tính nổ máy lái xe đi, thế nhưng mà vừa hay kịp nhìn thấy Kiều bên trong nhà có một hành động kỳ lạ. Cô ấy vừa cúi người xuống, động tác giống như là vừa mới bế một đứa nhỏ lên vậy. Hành động của Kiều trong mắt của Việt là không bình thường một chút nào. Anh lẩm bẩm nói trong miệng: không phải chứ, lẽ nào đúng như cái thằng cha Tú kia nói, Kiều mắc bệnh thật rồi sao? Quay trở lại với hiện tại, từ ngày Tú cảm nhận được tà khí trong nhà, gã dọn hẳn sang nhà cô bộ ở vì không muốn về nhà ngủ với vợ, mà gã nghĩ giờ cô ấy thần kinh không bình thường. Hơn nữa đây thật ra chỉ là lý do để cho Tú đàng hoàng dọn khỏi nhà trước sự bất lực của bố mẹ gã. Thời gian đầu Tú sống ở nhà cô vợ trẻ, sinh hoạt của gã hoàn toàn bình thường. Thế nhưng lâu lâu do kinh tế eo hẹp, không muốn, nhưng mà hôm nay sau 3 tháng dọn ra ngoài, Tú vẫn phải mò trở về nhà. Lục tìm tiền bạc mà gã cho rằng Kiều đem giấu ở một nơi kín đáo nào đó. Tất nhiên là chỉ có thể giấu ở trong ngôi nhà này mà thôi. Quan sát từ xa, Tú thấy Kiều lên taxi rời khỏi nhà. Lúc này gã mới tiến đến dùng chìa khóa mở cửa rồi đi nhanh vào bên trong. Tú biết chiếc taxi kia là xe của em gái Việt. Lại đồn Kiều mấy tháng gần đây thường xuyên qua lại với tay nhân viên chạy bàn ở quán karaoke từ miệng của mấy thằng bạn nhậu cùng bàn. Tú không có quan tâm, giờ đây gã chỉ quan tâm đến tiền. Chỉ có tiền mà thôi. Kiều có qua lại thế nào với tay Việt kia, Tú không có quan tâm. Lục tìm một lượt hết các phòng, không có chỗ nào trong ngôi nhà này gã chưa động tay vào. Thế nhưng tìm mãi không thấy tiền, thậm chí là vàng cũng không thấy. Tú tức điên lên, gã nhìn ra ngoài trời thì ánh nắng đã xuống và nhường chỗ cho màn đêm. Tú nghe có tiếng mở khóa, tiếp theo đó là tiếng bước chân lên trên sàn. Kiều ra ngoài đã trở về.
Gã không muốn đối mặt với vợ, nhưng đã đến nước này thì không đối mặt thì chỉ có đường nhảy từ cửa sổ xuống đường. Ngôi nhà này chỉ có một lối ra duy nhất mà thôi. Kiều Quyết không chịu lấy tiền đưa cho Tú càng làm cho con quỷ trong gã trỗi dậy. Gã đánh, nhưng mà dù Tú có đánh mạnh bạo thế nào đi chăng nữa thì Kiều vẫn quyết định không hé miệng nói ra chỗ cô giấu tiền và vàng của bố mẹ cô làm của hồi môn khi mà cưới gã. Gặng đau, Kiều chạy lên phòng ngủ rồi đóng cửa cài chốt lại. Cô sợ Tú phá cửa liền kê thêm cái bàn trang điểm chặn cánh cửa ra vào lúc này. Lúc này Tú bên ngoài vừa gào thét vừa động tay động chân muốn phá cửa vào bên trong. Thế nhưng cửa chưa kịp phá, Tú bị công an áp sát khống chế. Nhận ra gương mặt của hai người công an hình sự quen thuộc với Tú đang đứng bên cạnh, gã chỉ còn ngoan ngoãn không dám phản kháng lại. Cánh cửa được mở ra, nhưng sự việc làm cho những người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng không thể hình dung được. Kiều đã dùng dao đâm một nhát vào bụng, cô ấy nằm gục dưới sàn, máu không ngừng từ vết thương nơi bị dao đâm kia chảy xuống, loang thành một vũng máu lớn. Gọi cứu thương mau lên, không kịp đâu, cầm máu cho cô ta trước đi. Tôi cầm máu, anh chạy đi lấy xe đến đây, chúng ta sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Tú nghe hai người công an vừa vào phòng nói lớn, gã giật nảy người quay mặt lại thì quả nhiên là hình ảnh của Kiều đang nằm trên vũng máu dưới sàn nhà đã làm chân tay của gã buồn rùn. Tú lúc này mếu máu, không phải là do em làm đâu các anh, con đó nó thần kinh mà, nó tự tử chứ không liên quan gì đến em. Các anh phải tin em không có giết nó, không phải em làm đâu. Tú bị giải về trụ sở công an, ngồi trong phòng hỏi cung, gã cúi mặt xuống nói với anh công an ngồi trước mặt. Em đã biết con vợ em tinh thần không có bình thường, hơn nữa nhà em còn có ma, chính em đã cảm nhận được sự tồn tại của nó. Một trong hai người công an cười giễu cợt Tú. Anh Tú à, anh nghĩ chúng tôi là trẻ con sao? Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh nói cho trẻ con nghe những cái lời vừa rồi, chưa chắc mấy đứa nhỏ đã tin những lời anh nói đâu. Tôi lúc này mếu máu. Thật là nhà em cô ma, em cảm nhận được sự tồn tại của nó thật mà. Hai người công an lắc đầu thở dài, một trong hai nói với Tú. Cho tôi nghi ngờ anh chính là nguyên nhân khiến cho chị nhà hoảng loạn trước khi chị ấy tự sát. Em không có, các anh phải tin em không có ép nó tự tử đâu. Viện hay tin Kiều tự tử thì tức tốc đến tìm, nhưng lúc anh đến nhà chỉ còn vài người hàng xóm đang đứng bàn tán nhỏ to bên ngoài. Anh đi nhanh tới rồi lo lắng hỏi. Các anh cho em hỏi, chị Kiều sống trong nhà này vừa rồi tự tử, chuyện này có phải thật không ạ? Người hàng xóm nhìn thấy Viện thì nhận ra, người này nói với anh. Cậu không nên tìm đến đây gặp cô nữa thì hơn, thằng chồng cô nó ghê lắm. Nếu mà nhìn thấy cậu chưa biết chừng nó sẽ nổi điên làm liều, cầm dao lao vào tấn công cũng chưa biết. Cô ở hiền gặp lành sẽ không dễ chết vậy đâu. Công an họ đưa cô Kiều đi bệnh viện rồi. Các anh có biết công an đưa cô ấy đi bệnh viện nào không ạ? Mấy người hàng xóm lắc đầu rồi thở dài đứng nhìn Việt đi mỗi lúc một xa. Đến khi mà họ không thấy Việt đâu nữa, lúc này mới chào nhau rồi ai về nhà nấy. Sự việc Tú dồn vợ mình đến mức tự tử nhanh chóng được hàng xóm xung quanh chuyển đi. Tin tức lan nhanh đến mức chóng mặt. Bố mẹ của Tú ngay đêm đó cũng được công an gọi điện báo lại sự việc. Thay vì đến trụ sở công an xem con trai của mình ra sao, ông bà lại chọn tìm đến bệnh viện xem con dâu tội nghiệp của ông bà đã được cứu hay chưa. Nếu hôm nay Kiều có sao thì ông bà cả đời sẽ cảm thấy day dứt vì có lỗi với người con dâu tội nghiệp này. Bác sĩ mở cửa phòng mổ bước ra, ông chưa kịp bước thêm bước nữa thì hai bóng người một đàn ông một đàn bà chặn ngay trước mặt. Ông nhìn thoáng qua sắc mặt của hai người thì phần nào đoán ra được đây chính là bố mẹ của bệnh nhân nữ bị thương nặng nằm trên bàn mổ kia. Ông bà là bố mẹ của bệnh nhân Kiều. Ông Thành nhanh miệng trả lời. Tôi và bà nhà tôi là bố mẹ chồng của Kiều, con dâu tôi thế nào bác sĩ? Sau câu hỏi của ông Thành, bà Khít lo lắng ánh mắt nhìn vào phòng qua lớp kính mở trên cánh cửa. Bất ngờ bà giật mình thét lên một tiếng rồi bước lùi về đằng sau. Thái độ hoảng sợ này của bà làm cho cả ông Thành và nam bác sĩ kia phải hết sức ngạc nhiên. Ông Thành kéo tay của vợ rồi gấp gáp. Kìa, bà vừa nhìn thấy cái gì mà hoảng sợ đến mức vậy hả? Đúng lúc này thì nữ y tá mở cửa phòng bước ra.
nhưng không để tâm đến câu hỏi của chồng. Bà Khiết lao mình vào nhanh trong phòng, mắt đảo nhìn khắp lượt. Nhưng ngoài con dâu bà đang hôn mê nằm trên giường bệnh kia thì không còn gì khác. Nữ y tá tò mò hỏi bà Khiết, lúc này tinh thần vẫn còn chưa hết hoang mang. Bác bị làm sao vậy ạ? Bà Khiết lúc này chép miệng bấp máy trả lời câu hỏi của nữ y tá. Thằng bé vừa đứng bên cạnh con dâu tôi, nó đâu rồi? Câu hỏi của bà Khiết làm cho cả nam bác sĩ, nữ y tá và đặc biệt ông Thành đều mở to mắt ngạc nhiên. Nghĩ rằng vợ của mình bị sự việc thương tâm do thằng con trời đánh gây ra, cho nên tâm lý có chút bất ổn. Ông Thành bước đến kéo tay của bà Khiết ra khỏi phòng, ông nói: "Kìa, bà nói cái gì vậy? Thằng bé nào đứng bên cạnh giường bệnh, bà có thôi ngay đi không?" Bà Khiết nắm chặt cánh tay của chồng, bà nói bằng giọng run rẩy: "Nó có ở đó mà, tôi nhìn thấy nó đứng bên cạnh giường bệnh thật, ông phải tin tôi." Nam bác sĩ quay mặt lại nhìn về phía bệnh nhân, nơi mà Kiều đang nằm hôn mê kia. Thế nhưng nào có thấy đứa bé nào đang đứng đó như lời của bà Khiết nói. Ông quay mặt lại nhìn nữ y tá, rồi lại dặn dò trước khi quay người rời đi: "Cháu đưa hai bác đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Hai bác ở đây là bố mẹ chồng của bệnh nhân. Cháu nói họ có liên hệ bố mẹ đẻ cô ấy. Nửa giờ nữa cả bốn người sẽ gặp chú trong phòng làm việc." Nữ y tá gật đầu rồi đưa vợ chồng ông Khiết đi làm thủ tục nhập viện cho Kiều. Trong lúc bà Khiết đứng bên cạnh cô y tá để làm thủ tục nhập viện và nộp tiền, ông Thành lấy điện thoại bấm máy gọi cho bà thông gia để thông báo về sự việc tối nay. Ngay khi nghe tin, hai ông bà thông gia lập tức tới bệnh viện. Ngay khi đến nơi, đứng bên ngoài nhìn con gái hôn mê trên giường, ông Thành biết mọi tội lỗi đều do Tú gây ra. Con dâu của ông chỉ là nạn nhân của thằng trời đánh đó mà thôi. Ông xin lỗi ông bà thông gia rồi lựa lời an ủi. Không may ông bà thông gia không có trách ông Thành, chỉ là họ giận Tú đến mức không thể bao giờ tha thứ được cho gã. Vì Tú mà con gái của ông bà đã bị đối xử thậm tệ, đến mức phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho Kiều xong, cả bốn người theo sau nữ y tá quay trở lại phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa. Người thực hiện ca mổ kéo Kiều từ tay của thần chết, giúp cô gái đáng thương đó giữ được mạng sống. Ngồi trong phòng làm việc, bác sĩ trưởng khoa thở dài nhìn bốn người ngồi trước mặt, rồi chậm rãi nói: "Bệnh nhân hiện tại còn rất yếu, tuy là trước mắt tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Thế nhưng mà có tỉnh lại được hay không thì còn phải chờ vào nghị lực sống của cô ấy. Như ông bà Thành đây biết rồi, chúng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình. Bây giờ bệnh nhân có tỉnh lại được không, tất cả nằm trong chính bản thân cô bé mà thôi." Ông Thành nhanh tay đặt phong bì xuống bên cạnh cuốn sổ khá dày của bác sĩ trưởng khoa. Đây là món quà bồi dưỡng mà ông đã chuẩn bị sẵn trên đường đến bệnh viện. Bác sĩ trưởng khoa không muốn nhận phong bì trước nhiều người như vậy, nhưng vì ông Thành khéo léo cho nên không nhận cũng khó từ chối được. Ngồi im nghe tình hình bác sĩ phổ biến xong, cả bốn người đứng dậy ra ngoài. Ông Thành nói với ông bà thông gia: "Đêm nay vợ chồng ông sẽ trông con dâu, nói ông bà về nghỉ ngơi, sáng mai vào sớm." Ông bà thông gia mới đầu không có nghe, thế nhưng mà bà Khiết nói thêm vào mới chịu về trước nghỉ ngơi. Hẹn sáng mai sẽ vào sớm để thay cho ông bà vì nghỉ ngơi. Tiến ông bà thông gia đến cổng của bệnh viện để ra về. Đợi cho hai người đi xa, ông Thành mới lấy điện thoại ra tay, vì lúc này máy đang không ngừng đổ chuông. Ông nhận máy thì người bên kia nói là công an. Anh công an nói tình hình của Tú cho ông nghe. Ông nói bằng một giọng dứt khoát: "Nếu thực sự thằng Tú con tôi nó có tội, các anh cứ đúng luật mà làm. Tôi tuyệt đối không bao giờ bao che cho nó." Tôi lấy được lời cung xong thì được về phòng tạm giam. Cho dù là Kiều hoàn toàn tự ý dùng dao gây thương tích cho chính mình, thế nhưng trước đó hành vi của Tú được cho rằng cố ý gây thương tích cho người khác. Những vết thương do gã dùng tay và chân đánh vợ đều được phía công an làm rõ và Tú sẽ không thể thoát được tội. 12 giờ đêm trong phòng tạm giam, Tú biết sáng ngày mai gã sẽ được chuyển lên quận. Lần này biết bản thân không tránh được án tù khi mà tòa án xét xử. Thế nhưng Tú vẫn thở phào nhẹ nhõm vì gã vừa nghe tin từ một chiến sĩ công an.
người đưa gã tới phòng tạm giam tối tăm này rằng Kiều chưa chết. Nếu Kiều còn sống, Tú sẽ phải thụ án trong một thời gian ngắn. Nếu cải tạo tốt, gã sẽ sớm được ra ngoài trở lại. Đây có thể là kinh nghiệm của một lần từng ngồi trong trại thụ án mà có. Tú ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt của gã nhắm lại. Mơ hồ muốn chộp lấy một giấc vì hai mắt lúc này đã nặng trĩu như thể không mở thêm được nữa. Bố ơi, sao bố lại hại mẹ? Có tiếng trẻ con vang lên bên tai của Tú làm cho gã mở mắt ngồi thẳng dậy. Thế nhưng gã không còn ngồi trong phòng tạm giam mà lại đang chính trong căn phòng ngủ của Kiều. Càng kinh hãi hơn, đứng trước mặt Tú bây giờ là một đứa nhỏ. Bé gái có một gương mặt xanh xao, một đôi mắt giận dữ không rời khỏi gương mặt đáng sợ tới mức mà mồ hôi vã ra như là tắm của Tú. Toàn thân của gã run rẩy, nhưng chuyện lạ vẫn đang diễn ra chưa dừng lại. Tôi muốn hét lên, gã biết rằng đây không phải là sự thật. Chẳng phải là gã đang ngủ trong phòng tạm giam? Tại sao vừa mới nghe thấy tiếng của đứa bé gái này mà mắt ra là bản thân đang ngồi ở đây nhanh như vậy? Đây là mơ chứ không phải là thật. Quá kinh hãi, gương mặt của đứa bé làm cho Tú bị ám ảnh, toàn thân của gã run lẩy bẩy. Thế nhưng Tú lại không thể cử động được. Như một sức mạnh vô hình đang tác động đến cơ thể của gã. Sức mạnh đó đang giữ chặt lấy hai tay hai chân, làm cho Tú không tài nào có thể bỏ chạy. Và rồi miệng của Tú muốn hét lên thật lớn để giúp bản thân tỉnh táo lại, thoát khỏi những cơn ác mộng ám ảnh tâm trí này. Thế nhưng vô vọng, Tú cảm thấy cổ họng của mình khô sát như đang bị bỏng vậy. Bố ơi, tại sao đang hại chết con, bây giờ còn muốn hại chết cả mẹ của con nữa? Giọng nói âm vang của bé gái đang tiến đến chỗ của Tú ngồi trên nền đất lạnh lẽo, mỗi lúc một gần. Sợ đến mức bản thân đái cả ra quần lúc nào Tú không biết. Cứ như vậy miệng của gã ú ớ. Mày là quỷ, mày không phải con tao, tao không phải bố của mày. Bé gái nhận miệng cười một nụ cười đầy quỷ dị. Và rồi giọng nói một lần nữa vang lên từ cái miệng đang cười man dợ của nó, làm cho Tú trợn tròn cả mắt lên, gương mặt lộ rõ và kinh hãi đến đỉnh điểm. Nếu ông đã nói tôi không phải là con của ông, vậy thì tôi cũng không tha cho ông. Không tha cho ông vì cái tội đang hại mẹ của tôi đâu. Sau câu nói cuối cùng đó, bé gái đưa tay bóp chặt tích cổ của Tú, càng cố gắng dùng tay để gỡ hai bàn tay bé nhỏ trắng ợn kia ra khỏi cổ. Nhưng đôi tay bé nhỏ ấy tại sao lại có một sức mạnh to lớn đến như vậy? Tôi cố gắng gỡ ra thì hai bàn tay của đứa bé lại siết chặt nơi cổ của gã hơn. Tôi cố gắng thoát khỏi đứa bé nhưng không được. Một thứ dịch màu đen bốc lên hôi thối đang từ từ chảy ra từ miệng của bé gái, rồi cứ như vậy rơi vào cái miệng đang há ra kinh hãi của Tú. Gã trợn ngược mắt lên khi mà một chiến sĩ công an mở cửa lao vào trong phòng, liên tiếp dùng bàn tay vỗ mạnh vào mặt của Tú để giúp gã tỉnh táo trở lại. Tú, anh làm sao vậy? La hét cái gì vậy? Nằm mơ thế mai sao mà lại la hét lớn như thế? Mau tỉnh lại đi. Tú mở mắt ngồi dậy, cá bám chặt lấy hai cánh tay của chiến sĩ công an đang ngồi trước mặt, miệng trương hít kinh hãi. Tú lúc này liền gấp bắp nói, anh ơi, nó con bé đó, nó muốn giết chết em, nó đang cố gắng giết em anh công an. Xin các anh hãy tha cho em đi. Em không có đánh vợ con em thật mà. Nó tự dùng dao kết liễu đời của nó, chứ đâu phải là lỗi tại em đâu. Em xin các anh hãy tha cho em. Anh đang nói làm nhảm cái gì vậy Tú? Con bé nào ở đây? Anh nhìn xung quanh phòng xem, ngoài anh ra còn có ai ở đây nữa đâu mà anh nói là giết anh. Ngoan ngoãn mà ngủ đi. Lần này không ai cứu được anh ra ngoài đây đâu. Nếu đã sợ đến mức vãi đái ra quần như vậy, tại sao không đối xử tử tế với vợ của mình hả? Những lời nói của anh công an trẻ ngồi trước mặt làm cho Tú bừng tỉnh. Đúng là như vậy. Nếu mà từ đầu Tú không đối xử tệ với vợ, thì đứa con mới thành hình của gã sẽ không chết một cách oan ức như vậy. Tội ác của Tú sẽ không bao giờ được linh hồn bé nhỏ chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng kia tha thứ. Anh công an đứng dậy, nhìn Tú rồi lắc đầu thở dài. Anh quay người mở cửa rời đi. Cánh cửa được đóng lại. Ngồi trong phòng tạm giam, toàn thân của Tú vẫn còn đang run lên bần bật vì sợ.
gã không dám nhắm mắt lại ngủ nữa. Tôi quyết thức cho đến sáng, bởi vì gã biết nếu giờ mà ngủ lại thì đứa bé con ma quái của Kiều sẽ tìm vào trong giấc mơ tìm gã để báo thù. Tôi ngồi co ro nơi góc phòng, toàn thân của gã không ngừng run lên như người ta mắc bệnh sốt rét. Miệng của gã không ngừng lắp bắp: "Tao biết mày đang ở đây, mày ở đây đợi cho tao ngủ, rồi mày lại vào giấc mơ hại tao có phải không?" Tại bệnh viện, ông Thành đang đứng trước cửa kính nhìn con dâu đang hôn mê nằm trên giường bệnh. Ông đang nghĩ đến một việc mà đúng ra ông phải làm từ rất lâu, chứ không phải là đợi cho đến tận bây giờ, khi con dâu của ông gặp nguy hiểm thì ông mới làm. Việc ông Thành đang nghĩ tới chính là giải thoát cho con dâu của mình, để Kiều có thể thoát khỏi những giày vò cả về thể xác tinh thần mà thằng con trai trời đánh của ông gây ra trong suốt những năm tháng dài vừa qua. Ông Thành nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 12:30, và ông đang ngủ thiếp đi trên chiếc giường đơn ông thuê được của bệnh viện. Sống với bà Khiết nhiều năm như vậy, ông chưa một lần đánh hay mắng bà lên một câu. Vậy mà Tú, thằng con trai duy nhất của ông, lại làm cái việc mà bản thân ông căm ghét nhất. Bàn tay của ông đưa lên đặt lên ngực con dâu của ông đang hôn mê chưa có tỉnh lại. Tim của ông đau nhói như có một vật nhọn mới đâm vào. Nước mắt của ông rơi xuống trong vô thức. "Kiều, con hãy mau tỉnh lại đi. Bố hứa với con, chỉ cần con tỉnh lại, bố không bao giờ để thằng Tú xuất hiện trước mặt con nữa." Ông Thành đưa tay gạt nước mắt, ông quay người tính đi tới chỗ bà vợ đang nằm ngủ, rồi bất chợt giật nảy người quay nhanh lại nhìn vào trong phòng. Sở dĩ ông giật mình như vậy là vì bên tai của ông vừa nghe thấy có một giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để trông có thể nghe rõ. Ông khẳng định rằng bản thân của ông không nghe nhầm. Vâng, Thành chắc chắn rằng giọng nói mà ông vừa nghe thấy chỉ là vài giây trước là của một bé gái. "Mẹ ơi, mau tỉnh dậy lại chơi với con đi." Quay người bước nhanh trở lại vị trí ban nãy, ông Thành hai mắt nhắm nhìn vào bên trong tìm kiếm đứa nhỏ vừa rồi, nhưng không tài nào ông nhìn thấy nó đâu. Trong phòng chỉ có con dâu của ông mà thôi. Bất ngờ bàn tay từ đằng sau đưa nhanh tới, chạm nhẹ vào cánh tay phải, làm trông Thành giật mình kêu lên một tiếng rồi quay lại. Ông ngỡ tưởng bản thân mình gặp ma, thế nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đang đứng sau mình lúc này là bà Khiết, vợ của ông. "Trời đất ơi, bà phải đánh động cho tôi biết chứ, làm tôi hết cả hồn. Ông làm sao mà mặt mũi tái nhợt thế kia? Vừa rồi tôi nghe thấy có giọng nói của trẻ con đó bà." "Sao hả? Ông nói nghe thấy giọng trẻ con mà nghe thấy ở đâu? Có phải trong phòng bệnh con dâu mình nằm không? Ông cũng nhìn thấy nó giống tôi rồi có phải không?" Ông Thành gật đầu nhưng không trả lời. Ông không muốn hình dung ra hình ảnh của một đứa bé ma quái đang đứng bên cạnh giường bệnh, nơi con dâu của ông đang nằm hôn mê. Bởi chỉ nghĩ như vậy trong đầu thôi, ông đã cảm giác toàn thân của ông toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này vợ chồng của ông bà Thông ra đến nơi. Hai người nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của ông Thành, bà Thông ra lúc này liền nói nhỏ: "Ông bà vất vả rồi, vợ chồng tôi đến rồi. Ông bà mau chóng về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Tuổi ta cũng đã cao, như chúng ta thức đêm sẽ mệt lắm." Ông Thông ra nói theo ý của vợ: "Đúng đó, hai người mau về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có vợ chồng tôi rồi." Ông Thành gật đầu rồi cả hai chào vợ chồng ông bà Thông gia để ra về. Để ông bà Thành Khiết đi khỏi, bà Thông gia là bà Mai liền lay cánh tay của ông chồng rồi nói: "Ông mau tìm bác sĩ hỏi xem tình hình con gái của mình thế nào, tôi lo quá." Ông Phú lúc này liền đáp: "Bà bình tĩnh lại đi, hôm qua không phải bác sĩ nói rồi sao, giờ ngoài việc chờ đợi ra thì còn làm gì khác được đâu. Bà phải tin con gái của mình mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua được những giai đoạn sinh tử này thôi bà ạ." Bà Mai đứng dậy đi đến đứng trước lớp kính nhìn vào trong phòng. "Khổ thân con gái của mình quá. Nhiều lần nói nó bỏ cái thằng Tú đi nhưng nó cô chịu nghe. Cứ nói là cho cái thằng khốn đó có cơ hội sửa sai, mà nào cái thằng khốn đó nó có chịu thay đổi. Bây giờ con bé thành danh như vậy cũng đều là do cái thằng khốn nó gây ra." Ông Phú bước đến đứng sau vợ: "Ông bà Thông gia cũng hết cách với nó rồi bà.
Vừa rồi tôi nhìn thấy vợ chồng họ thức trắng cả đêm để trông con gái của mình. Người ta có lòng như vậy, thôi thì bà cũng đừng trách người ta. Còn việc con gái của mình để con bé tỉnh lại, tôi sẽ không cho nó về sống cùng với cái thằng khốn đó nữa. Bất ngờ bà Mai chỉ tay vào trong phòng miệng u ớ. Ông ơi, ông nhìn kìa, con gái của mình nó ngồi dậy, nó tỉnh rồi ông ơi. Để tôi đi gọi bác sĩ, bà ở đây trông chừng con, đừng để nó đi đâu nhá, tôi quay lại ngay. Kiều tỉnh lại, cô ngồi trên giường bệnh nhìn đứa bé đứng trước mặt. Cô biết giữa cô và đứa nhỏ này có một sợi dây liên kết chặt chẽ với nhau. Cô muốn bỏ nó thì chỉ có một cách, chính là cô phải kết thúc cuộc sống này, thì nó sẽ không còn có thể làm hại ai được nữa. Ngay đến việc người đàn ông ấy luôn quan tâm, luôn yêu thương cô, nhiều lần muốn chia tay Tú, gái chồng vũ phu kia để đến với Việt, làm lại cuộc đời với anh. Thế nhưng vì sự hiện diện của đứa nhỏ này mà cô phải suy nghĩ lại. Đứa bé không phải là người, nếu nó cứ mãi ở bên cạnh cô như vậy thì liệu rằng khi đến với Việt nó có để cho anh ấy được yên ổn và sống hạnh phúc bên cô hay không? Kiều nhìn thấy những miếng sán trên khắp cơ thể, cô quay mặt lại nhìn mẹ của mình đứng bên ngoài, phía sau lớp kính kia mà rơi nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Giọng nói của đứa nhỏ làm cho Kiều quay mặt lại. Con không còn là con của mẹ nữa. Con mau đi đầu thai được không? Mẹ xin lỗi kiếp này mẹ con mình không ở bên nhau được. Nhưng mẹ hứa mẹ sẽ không bao giờ quên con đâu. Không, con không chịu. Con cứ muốn ở mãi bên cạnh mẹ thế này. Kiều đặt bàn tay lên má của con gái. Con của mẹ ngoan nghe lời đi. Con không thể ở đây mãi được. Hãy mau đi đầu thai. Tìm một gia đình thật tốt đầu thai làm con của họ. Một cuộc sống thật hạnh phúc. Đi được không con? Đứa nhỏ lúc này bật khóc. Không, con không chịu. Con chỉ muốn bên cạnh mẹ thôi. Đúng lúc này cửa phòng hồi sức được mở ra. Vì trong phòng chỉ có duy nhất một bệnh nhân là Kiều, cho nên bác sĩ không mất quá nhiều thời gian là có thể nhìn thấy vị trí giường bệnh. Nam bác sĩ đi nhanh tới, ông kiểm tra một lượt rồi mỉm cười quay qua nói với ông Phú và bà Mai. Tốt quá rồi, bây giờ tình trạng của con gái hai bác có thể coi là ổn rồi. Nằm viện theo dõi thêm vài ngày, nếu không có gì thay đổi có thể ra viện vào đầu tuần tới. Cảm ơn bác sĩ, vợ chồng tôi thật là biết ơn bác sĩ lắm. Nói rồi ông Phú cùng với lại nam bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Ở lại bên cạnh con gái, bà Mai nhẹ nắm tay của con rồi hỏi. Con à, nó đang ở đây phải không? Kiều giật nảy cả người, cô quay sang nhìn mẹ. Mẹ đang nói gì vậy à? Bà Mai sợ làm cho con gái hoảng sợ, bà vội vàng lắc đầu đổi chủ đề. Không có gì đâu mẹ, nhầm thôi. Chỉ là vừa rồi mẹ nghe nhầm. Con thấy trong người bây giờ thế nào? Con thấy đau lòng quá mẹ ạ. Con thất vọng về anh ta lắm. Bà Mai như là mở cửa trong bụng. Bà đang muốn con gái của bà rời khỏi Tú, thằng con rể cờ bạc rượu chè vũ phu đó từ lâu. Nay nghe thấy con gái nói như vậy, bà xuôi theo chiều gió rồi nói. Phải, con nên dứt khoát một lần cắt đứt với thằng Tú đi cho xong. Lần này mẹ ủng hộ con. Nhưng mà mẹ ơi, không có nhưng nhị gì cả. Con đã xuống nước tha thứ cho nó hết lần này đến lần khác. Cuộc sống sống được bao nhiêu năm đâu con. Con còn muốn tha thứ rồi chờ nó thay đổi thêm bao nhiêu lần. Nghe lời của mẹ, lần này con tỉnh lại đã là may mắn rồi. Còn ở đó với nó, con còn khổ nhiều lắm con biết không. Bỏ nó đi con, chịu đau một lần thôi, sợ mọi thứ sẽ nhanh qua thôi con ạ. Kéo ôm chặt lấy mẹ của mình, không phải cô không muốn bỏ Tú để đến với Việt, người luôn âm thầm quan tâm chăm sóc cô. Chỉ là cô còn vướng bận đứa con. Đứa con giờ đã là một quỷ nhi với nhiều oán hận. Nó oán cô trách cô đã không giữ được nó lại cõi đời này. Thù kẻ làm cha độc ác và nhẫn tâm là Tú. Kiều không biết phải làm gì để đứa nhỏ chịu buông bỏ đi đầu thai. Hai hàng nước mắt của cô lăn dài xuống má. Không là lúc bóng dáng của đứa con lờ mờ hiện ra trước mắt, nhưng cũng chỉ có mình cô thấy mà thôi. Con ơi, mẹ xin lỗi, hãy tha thứ cho mẹ đi. Bà Mai không hiểu con gái của bà lại khóc nức lên và không ngừng xin tha thứ như vậy. Thế nhưng bà thầm hiểu được, lần xảy thai trước đó Kiều đã phải chịu một cú sốc rất lớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Bà cũng khóc theo con, ôm chặt Kiều vào trong lòng của mình. Và rồi cả hai mẹ con cùng khóc,
khóc hết cả nước mắt. Đứa nhỏ không còn nhìn Kiều bằng một ánh mắt giận dữ như trước. Nụ cười trên gương mặt của nó bây giờ trở nên đẹp hơn trong mắt của cô gấp nhiều lần. Phải chăng là trước lời xin lỗi vừa rồi, con bé gái nhỏ đáng thương đã chịu tha thứ cho cô? Kiều đưa tay hướng về bóng hình con gái đang dần tan biến mà nghẹn ngào khóc lớn hơn. Cổ họng của cô như mắc nghẹn, không nói thêm được lời nào nữa. Đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy con gái của mình. Sau này khi rời khỏi Tú, Kiều đã đặt tên cho con gái và đặt một bàn thờ để ngày ngày nhang khói mong con gái của mình sớm ngày được siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp. 5 giờ sáng tại phòng tạm giam, Thư ngồi co ro nơi góc phòng, cương mặt của gã trở nên căng thẳng quá mức. Mày đừng hòng làm đại được tao, tao giết mày đó thì sao nào, mày chết rồi thì làm được gì tao chứ? Cứ tiếng bước chân vang lên rồi nhỏ dần bên ngoài. Tiếng bước chân làm cho Tú chú ý, gã ngừng lẩm bẩm và quay mặt nhìn ra hướng cánh cửa sắt đang đóng và im lặng chờ đợi xem người đang đến mỗi lúc một gần là ai. Ai ngoài đó vậy? Tôi lo lắng hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Sự im lặng lúc này như gặm nhấm nỗi sợ hãi trong Tú. Toàn thân của gã run rẩy và tiếng gió từng đợt vù vù thổi bên ngoài kia mang theo tiếng cười của đứa nhỏ vào trong gian phòng tối tăm lạnh lẽo này. Bố ơi, về với con bố ơi, con lạnh lắm. Tư kinh hãi lùi lại đằng sau cho đến khi lưng của gã chạm vào bức tường, không lùi được nữa. Tư dừng lại miệng lẩm bẩm, không, mày cút đi, ta không có con, ta không phải là bố của mày. Tiếng cười vẫn chưa dừng lại, vang lên không ngừng chuyển đến tai của Tú, làm cho tinh thần của gã hoảng loạn. Hai tay vò đầu miệng không ngừng hét lớn, cút đi, đừng có cười nữa, để cho tao yên, mày cút đi, ta không có đứa con ma quỷ như mày. Tôi cứ gào khóc lên như điên loạn, gã không ngừng đập đầu của mình vào bức tường phía sau lưng cho đến khi máu chảy từ vết thương trên trán kia xuống. Lúc này Tú mới gục ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, hai mắt của gã trợn ngược, miệng há lớn, gương mặt thoạt nhìn thật khiến cho người ta tò mò. Không hiểu rằng khi đập đầu của mình vào tường cho đến chết, Tú đã nhìn thấy gì mà sợ hãi đến như vậy. Tú được đưa về gia đình để ông bà Thành khít lo ma chay cho gã. Những ngày lễ diễn ra, bạn bè của Tú đến viếng không nhiều, bởi không ai muốn đến viếng một con người xấu xa như Tú cả. Họ còn ngờ vực về cái chết đầy bí ẩn trong phòng tạm giam của Tú đêm ngày mà gã tự tử. Lời đồn được truyền miệng từ người này sang người kia, và rồi lời đồn về ma quỷ cứ như vậy làm cho cái chết của Tú trở thành dấu hỏi trong đầu của nhiều người sống xung quanh nhà của gã. Về phần của Kiều, cuộc sống của cô đã dần khởi sắc trở lại sau một thời gian tìm hiểu Việt. Anh là một người đàn ông tốt. Ngoài anh ra sẽ không có người nào có thể che chở cho Kiều đến hết cuộc đời như anh vẫn đang làm trong thầm lặng. Vì đến với Kiều là vì anh yêu cô, yêu ngay từ ngày cô tìm đến quán karaoke để tìm chồng. Hình ảnh đó của cô ngày hôm ấy không bao giờ Việt có thể quên, bởi chính hình ảnh đó của Kiều đã làm cho một người đàn ông ngỡ đời này không yêu được ai như Việt, nay lại có thể yêu và chăm sóc được cho người mình yêu thương đến hết cuộc đời. Sau lần Kiều sảy thai, cô không thể sinh con được nữa, nhưng Việt luôn ở bên cạnh động viên, giúp cô vực lại tinh thần. Hai người quyết định nhận con nuôi, đó là một bé gái rất đáng yêu. Nhưng đứa bé càng lớn, Kiều lại thấy giống với con gái của mình trước đây, khi con bé hiện về bên cô. Cũng từ suy nghĩ này của Kiều, cô lại càng thêm yêu thương con gái nuôi nhiều hơn, bù đắp nhiều hơn những gì cô đã không làm được với đứa con gái đẻ tội nghiệp của chính mình. Kiều hát ru con gái nuôi ngủ trên tay. Khi bài hát ru dừng lại, Kiều khẽ nói nhỏ với con. Con gái của mẹ, cả đời này mẹ sẽ chỉ yêu thương chăm sóc cho con. Hãy mãi ở bên cạnh mẹ con nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.